tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2017, thì Nhân tiếp tục là một cái video để Nhân cập nhật lại tất cả những công viên đang làm và những cái công viên đã đưa vào hoạt động tại khu Cát Tường Bố Sinh. Thì như hiện tại là Nhân đã cập nhật lại là tổng cộng có khoảng trên 15 cái công viên lớn nhỏ tại khu Cát Tường Bố Sinh và những cái tiểu công viên. Thì riêng về những cái tiểu công viên thì Nhân không tính nha, còn tất cả những cái công viên mà sử dụng được thì nó rơi vào tầm khoảng trên 15 cái công viên. Và bây giờ thì Nhân cũng xin trả lời cho tất cả quý khách hàng một cái câu hỏi, là có một cái khách hàng hỏi Nhân là bên chủ đầu tư công ty Cát Tường Group thì không còn sản phẩm để bán nữa, cho nên là tất cả những cái bạn mà lúc trước giờ làm video đó thì hầu như là thấy rất là ít bạn làm, hoặc là chỉ làm những cái dự án khác thôi mà không có quay và không có nói về khu Cát Tường Bố Sinh. Từ nay tới cuối năm thì công ty đã ngưng và không bán sản phẩm tại khu Cát Tường Bố Sinh nữa, mà có thể là triển khai những cái dự án khác. Thì Nhân cũng sẽ cập nhật những cái dự án khác, nhưng Nhân hứa chắc với tất cả quý vị khách hàng là hiện tại những khách hàng ở Việt Nam và tất cả những quý vị khách hàng ở bên nước ngoài, là đa số những Việt kiều, là chỉ thấy qua hình ảnh và qua video thôi, chứ thật sự là có những khách hàng đã giao dịch tại khu Cát Tường Bố Sinh rất là nhiều lâu rồi, nhưng mà thậm chí là chưa một lần nào được đến Phú Sinh. Thì Nhân xin nhắc lại và Nhân xin hứa chắc với tất cả quý khách hàng là Nhân sẽ cập nhật liên tục cái tiến độ hạ tầng và có những cái gì mà thay đổi tại khu Cát Tường Bố Sinh thì Nhân sẽ làm video để Nhân giới thiệu cho tất cả quý khách hàng cùng được biết. Và bây giờ thì Nhân xin mời tất cả quý khách hàng cùng theo Nhân để nhìn ngắm lại tất cả những công viên đã và đang hình thành. Rồi xin mời tất cả quý khách hàng.
Công viên Hoa Đăng này là công ty chuẩn bị làm luôn nha mọi người. Công viên vườn Á Đông này là công ty mình đang xây ranh và chuẩn bị làm luôn nha mọi người. Công viên vườn Á Đông này thì nó gần lớp nhà là 4 với lại lớp nhà anh M3. Còn trước mắt của tất cả người khách hàng là một cái công viên, mình cứ gọi là một cái tiểu công viên thôi. Thì những cái tiểu công viên này là nó sẽ chảy đều của những khu của mình luôn. Thì ở đây thì nó gần lóc nhà mà bao nhiêu mọi người.
nãy giờ thì tất cả quý khách hàng cũng đã chiêm ngưỡng được những cái công viên và những cái công trình tiện ích công cộng tại khu cát tường Phú Sinh rồi. Thì bây giờ Nhân cũng xin chia sẻ với tất cả quý khách hàng là mình có thể so sánh những cái khu dân cư khác nói riêng và nói chung về những cái dự án mà tại huyện Đức Hòa của tỉnh Long An, thì Nhân chắc chắn một điều, không có một cái dự án nào, không có một cái khu dân cư nào mà lại sở hữu rất là nhiều cái công viên và rất là nhiều cái không gian để mà cho người dân sinh hoạt chung nhiều đến như vậy. Và những video sau thì Nhân sẽ cập nhật lại cho tất cả quý khách hàng những cái thông tin và những cái gì mà liên quan đến khu cát tường Phú Sinh mà mới nhất, thì Nhân sẽ cập nhật lại và thông tin cho tất cả quý vị khách hàng cùng được biết. Và nếu như tất cả quý vị khách hàng muốn Nhân quay và Nhân nấu về một cái thông tin nào đó, thì bằng cách quý vị khách hàng mình có thể comment ở dưới video này. Và nếu như tất cả quý vị khách hàng có ý định ký gửi để bán lại những sản phẩm của các tàu Phú Sinh, thì quý vị khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với Nhân bằng số điện thoại ở trên màn hình. Và quý vị khách hàng mình đừng quên là hãy bấm nút like và bấm nút đăng ký để có thể xem tất cả những video sau của Nhân. Và Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng.